là có nghĩa là những trường hợp nó sẽ treo bằng lái và nó tịch thu bằng lái của quý vị. Thì những trường hợp như vậy, Bosa Driving School đều giúp đỡ quý vị để lấy lại được cái license. Trường hợp của tôi là tôi đã có bằng lái là 5 năm rồi. Và trong một buổi sáng đi làm về, tôi từ gây ra tai nạn và cảnh sát đã đến lập biên bản. Và sau đó DMV đã giữ bằng lái của tôi. Tôi đã thi trở lại 2 lần mà vẫn không đậu. Sau đó tôi đã nhờ trường Bosa Driving School đưa tôi đi thi lại. Và tôi đã lấy được cái bằng lái mới. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến trường Bosa Driving School. Trường hợp của tôi là tôi có bằng lái trên 20 năm. Và một đêm tôi lái xe trên freeway đi chậm, cho nên cảnh sát viết tích kẹt và DMV đã treo bằng lái của tôi. Từ đó bây giờ tôi thi 2 lần mà không đậu nổi. Tôi đến trường Bosa Driving School để nhờ trường hướng dẫn, chỉ dạy và tôi hiện tại đã có bằng lái. Bosa Driving School hiện nay là một trường dạy lái xe rất là nổi tiếng ở ngoài cộng đồng Việt Nam của mình. Bosa Driving School nằm ngay góc đường Bosa và Magnolia, số phone là 714-892-8882.